Dưới đây là 11 triết lý kinh doanh đơn giản nhưng đã thay đổi cuộc đời doanh nhân Neil Patel, đồng sáng lập Crazy Egg và Kissmetrics. Tin hay không là ở bạn. Những bài học kinh doanh tốt nhất chúng ta học được đều bắt nguồn từ những điều đơn giản, những điều hiện hữu trước mắt bạn nhưng bạn bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chúng. Và nội dung như sau. Một, Đừng đổ lỗi, hãy tích cực cải thiện. Trong nhiều trường hợp có những thứ không xảy ra theo ý bạn muốn như việc mất dự báo doanh thu, tung ra sản phẩm không đúng thời gian hay thậm chí bị kiện vì những điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn. Lẽ tự nhiên đây sẽ là nguyên nhân đổ lỗi tại sao mọi thứ không đi theo quỹ đạo bạn muốn. Nhưng điều đó sẽ không làm cho bạn tốt hơn chút nào vì nó chả giải quyết được vấn đề của bạn. Thay vì đổ lỗi, hãy tập trung giải quyết khắc phục vấn đề. Có thể kết quả sẽ không khắc phục được ngay lập tức nhưng miễn là bạn đang cố gắng cải thiện thì cuối cùng bạn vẫn sẽ đạt được kết quả mong muốn. 2 không dừng lại khi bạn mệt mỏi chỉ dừng lại khi bạn hoàn thành công việc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi là một doanh nhân và thậm chí đôi lúc bạn sẽ thấy như bị thiêu đốt hết năng lượng làm việc đặc biệt là khi mọi việc trở nên tồi tệ nhưng những gì đã giúp các doanh nhân thành công đó chính là không bỏ cuộc những doanh nhân thành công họ không quan trọng đã làm việc bao nhiêu giờ trong một ngày hay cảm giác mệt mỏi của bản thân điều họ quan tâm đó là không được dừng lại khi những việc cần thiết chưa hoàn thành xong Thời điểm bạn dừng lại là ngày bạn thất bại. Chỉ cần bạn tiếp tục hành động tiến về phía trước, cuối cùng bạn sẽ đạt được óc mục tiêu. 3. Chân thật là món cua đắt tiền, đừng mong chờ nó từ những người rẻ tiền. Là một doanh nhân bạn sẽ phải tìm lời khuyên và phản hồi từ những người khác. Trong những năm qua tôi đã học được rằng không phải tất cả những lời khuyên đều giống nhau. Một số người sẽ đưa cho bạn những lời khuyên tốt hơn người khác. Lời khuyên tốt nhất bạn sẽ luôn luôn nhận được đó là sự thật mà sự thật thì dễ bị tổn thương nhưng nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Đừng chỉ mong đợi sự thật từ những người chỉ quan tâm tới việc tránh gây cho bạn cảm xúc manh. Động, điều đó sẽ không giúp bạn đạt được mục tiêu, nó chỉ đẩy bạn xuống mà thôi. 4. Làm việc chăm chỉ trong im lặng và tiếp tục thành công của bạn với chính mình. Khi tôi đã bắt đầu đạt được kết quả công việc tốt một chút tôi muốn thể hiện. Tôi mua những vật dung xa hoa, đắt tiền trang hoàng cho chính mình để nói với mọi người về thành công của tôi chỉ để chứng tỏ với thế giới một điều, tôi đã làm ra nó, về lâu dài. Mua những thứ vật chất không khiến tôi hạnh phúc. Và nói với mọi người về sự thành công của tôi chỉ khiến mọi người nghĩ rằng tôi kiêu ngạo và tệ hơn. Nó còn tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Đừng lo nói với mọi người về thành công của bạn, nó không giúp bạn tốt hơn lên đâu. Tập trung vào công việc, giữ kín miệng vì điều cuối cùng bạn cần là cạnh tranh hơn. 5. Không bị chế hướng bởi những người không đi đúng hướng thật dễ dàng bị nhầm hướng đi đặc biệt là dưới sự tác động của người khác. Nếu bạn không tập trung vào mô hình kinh doanh cốt lõi của mình, bạn sẽ bị quay trong cái vòng luẩn ăn quẩn và không nhận được một kết quả nào hết. Một trong những cách tốt nhất để tránh điều này là đừng cho những người không có cùng tư tưởng ảnh, thưởng tới quyết định kinh doanh của bạn. Nếu bạn muốn làm tốt, bạn cần phải bắt đầu kết nối với những người cùng chí hướng. Khi đứng cạnh những người cùng chí hướng và thành công, bạn sẽ ít bị đi nhầm hướng. 6. Đằng sau những người thành công là rất nhiều thất bại. Khi mọi người nhìn vào những gì tôi đã đạt được, rất nhiều lần họ nghĩ rằng tôi đã thực hiện được nó chỉ trong vài năm, nhưng họ quên một điều rằng tôi đã là một doanh nhân trong 10 năm và trong giai đoạn 10 năm đó tôi đã mất hàng triệu đô la và mắc rất nhiều sai lầm, đồng thời dành rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp của tôi. Hầu hết các chủ doanh nghiệp không thành công với lần khởi nghiệp đầu tiên của họ, rất nhiều người thất bại trước khi họ thành công. Vì vậy, miễn là bạn vẫn tiến về phía trước với một tinh thần doanh nhân, tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng theo thời gian. 7. Hãy sống theo cách mà nếu có ai nói xấu bạn sẽ không có ai tin điều đó. Các doanh nghiệp đến và đi, nhưng một điều mà bạn sẽ phải bảo vệ nhiều hơn bất cứ thứ gì đó chính là danh tiếng của mình. Danh tiếng của bạn có thể ảnh hưởng tới bất kỳ dự án kinh doanh mới nào hoặc một công việc nào đó mà bạn cố gắng để có được sau này hãy đối xử với danh tiếng của bạn như thể nó quý hơn vàng. Luôn giúp đỡ và không bao giờ nói xấu về người khác. Sống tốt và hữu ích sẽ không ai tin nếu có người nói xấu về bạn. 8. Đôi khi bạn theo đuổi giấc mơ của mình nó cũng mở ra cánh cửa cho những người khác theo đuổi giấc mơ của họ. Để trở thành doanh nhân không chỉ có mỗi bạn, bạn sẽ không thể thực hiện giấc mơ của mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Nếu bạn đang theo đuổi giấc mơ hãy chắc rằng bạn không quên những người đã giúp bạn đạt được điều đó. Tìm ra mục tiêu và giấc mơ của họ sau đó giúp họ hoàn thành chúng. Đối tác kinh doanh của tôi và tôi liên tục giúp tất cả các thành viên trong nhóm của chúng tôi đạt được ước mơ của họ trong mưa ở năm qua và điều này đã giúp chúng tôi giữ lại hầu hết các thành viên giá trị trong nhóm chúng tôi. Điều này rất quan trọng bởi vì thực sự rất khó để tìm ra một tài năng tốt. Vì thế bạn hãy quan tâm không có nghĩa là bạn thất bại mỗi thành công lớn đòi hỏi một số đấu tranh vất vả. Không có gì đáng giá là dễ dàng cả, vì thế đừng mong đợi sự nghiệp kinh doanh của bạn dễ dàng. Bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ, chiến đấu qua các thời điểm khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước. Nếu là doanh nhân một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn nào thì ai cũng có thể làm được. Doanh nhân, vì vậy, khi bạn đang gặp khó khăn, đừng bỏ cuộc tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi bạn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. 10. Điều khó khăn nhất là mở ra một cái đầu với tư duy khép kín. Không quan trọng bạn có một nhân viên bán hàng giỏi như thế nào, mà điều quan trọng là một số người không muốn nghe bạn nói chuyện. Họ có tư duy khép kín và cảm thấy rằng mình biết mọi thứ. Bạn có thể cố gắng kiên trì với những người như thế này, nhưng tôi nhận thấy điều khó khăn nhất là để mở ra tư duy khép kín của họ. Vì vậy, thay vì lãng phí thời gian của mình, tôi sẽ mời họ ra đi. Bạn sẽ không có đủ thời gian khi là một doanh nhân. Đặc biệt là lúc khởi nghiệp bởi vì bạn sẽ không có nhiều tiền hoặc những người giúp đỡ bạn. Vì vậy hãy tạo cho mình sự ủng hộ. Đừng làm phí thời gian với những người đang đóng cửa tư duy của họ. 11. Nếu bạn giúp mọi người có được những gì họ muốn, bạn có thể có được những gì mà bạn muốn. Bài học lấy của tôi nhiều thời gian nhất đó là bạn phải giúp đỡ mọi người để đạt được những gì bạn muốn. Kinh doanh là hội tụ các mối quan hệ. Bạn không thể cứ yêu cầu mọi người giúp đỡ mà không có trả nợ. Trong những năm qua tôi đã học được một điều. Nếu tôi giúp đỡ mọi người tiến thêm một bước trong sự nghiệp, họ sẽ đi thêm một dặm để giúp tôi và nếu bạn giúp mọi người mà không vụ lợi, khô mong chờ bất cứ sự đền đáp, họ sẽ đi thêm mờ ơi dặm để giúp bạn. Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vụ trụ sẽ hoàn trả lại gấp 10. Kết luận, đây chỉ là một vài trong số những triết lý kinh doanh tôi đang sống và làm theo và hy vọng nó sẽ giúp bạn trong suốt cuộc hành trình kinh doanh của mình. Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi và thực sự nó đã làm cho cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Cuối video hãy để lại cho chúng tôi biết. Ý kiến bằng cách comment và đừng quên share, like và subscribe để ủng hộ chương trình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe người đọc.